Luật nhân quả trong phát triển bản thân. Chúng ta đã từng nghe luật nhân quả trong cuộc sống, nhân quả trong kinh doanh, nhưng trong phát triển bản thân cũng có luật nhân quả, anh chị ha. Khi nhìn vào một cây cổ thụ từ sâu bên trong lòng đất, chúng ta thấy gì ạ? Là một bộ rễ rất dày. Tương tự như vậy, khi chúng ta nhìn sâu vào một cây cỏ dại sâu trong lòng đất thì là một bộ rễ ngắn và nhỏ. Nguyên lý ở đây là bên trong sẽ quyết định bên ngoài. Nếu như bên ngoài bạn chưa có, thì việc của bạn là hãy quay vào bên trong để chuẩn bị. Nếu như bên ngoài của bạn đã có, nhưng bên trong lại chưa có điều đó, thì đây lại là một mối nguy hiểm. Nó giống như việc chúng ta gắn cái bộ rễ của cây cỏ dại vào trong cây cổ thụ, thì cây cổ thụ sẽ héo úa và không sống được. Ai cũng mong muốn có thành quả, nhưng hãy nhớ, vũ trụ luôn vận hành theo quy luật nhân quả, có nhân thì mới có quả. Để có được một quả, người ta đã phải gieo rất nhiều nhân, rất nhiều hành động và nỗ lực khác nhau để có được kết quả đó.